Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh NT Channel. Và các bạn ơi, hôm nay anh em mình lại đến với cái series khá là quen thuộc về thành phố rồng nha. Mới vào game thôi là anh em mình đã có một cái event mới rồi các bạn ơi. Event này là event run ha. Rồi, mới vào chiến thì anh em mình cũng tranh thủ nha, cố gắng gọi là di chuyển để chúng ta kiếm được những cái vòng trống. Cố gắng là kiếm thật là nhiều nha mọi người. Và anh em nào mà chưa có đăng ký kênh thì đừng quên để lại cho Hunter một lượt đăng ký nha. Cũng như là like nhẹ video để ủng hộ bên mình với nó không có tốn phí nha. Nhưng mà nó sẽ là một cái động lực nhẹ nhẹ sương sương để cho Hunter sẽ làm nhiều tập mới cho các bạn xem. Và kênh của mình thì Hunter cũng có bán những cái mảnh rồng cho mọi người. Hoặc là bán những cái nick Dragon City khá là xịn sò cho anh em. Anh em nào muốn mua thì cứ việc inbox trực tiếp với mình qua Zalo hoặc là Facebook ha. Link thì các bạn hãy check link bên dưới phần mô tả của video cho an tâm nha mọi người. Rồi bây giờ thì anh em mình sẽ cùng nhau đây di chuyển để cố gắng đạt được những cái phần thưởng giá trị trong cái tựa game này nha các bạn ơi. Ui rồi, cố lên coi nè, hiện tại đã được tới cái con số là 103 rồi ha. Wow, không biết anh em chơi event này và đạt được kỷ lục là bao nhiêu thì đừng quên comment chia sẻ với Hunter cho vui nha mọi người. Ô la la. Wow, quá ghê gớm ha. 111 các bạn ơi, tốc độ đang di chuyển khá là nhanh ha. Wow. Ui, 120 luôn các bạn à. Quá tuyệt vời. Ây cha, pha này là hết đỡ rồi anh em ơi. Anh em mình à. Rồi, tổng cộng là được 120 chiếc trống trống. Và đây anh em mình có thể xem quảng cáo để kiếm thêm 5 viên game nữa nha. Wow, sương sương là được thêm 10 viên nữa nha mọi người. Tiếp theo thì anh em mình sẽ đi nhận thưởng cái khu vực là Arena. Ở đây thì mình nằm ở hạng 10 nha các bạn. Ôi, anh em mình nhận thưởng nhẹ ăn cái. Chỗ này thì chúng ta sẽ được 5 viên game và kèm thêm nó là wow, hai cái bet, một cái bet tăng máu nha. Bet tiếp theo là cái gì đây? Ấy, vẫn là bet tăng máu, chán quá nhờ. Nó cho mình có phần thưởng gì đó nó xịn xịn tí chứ hả. Rồi ở đây thì ống nghiệm. Đây mình cũng đang cần những cái ống nghiệm để anh ta có thể bán những cái mảnh rồng cho mọi người nha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi giao lưu nhẹ với một cái tem. À, Dragon ACE. Đây để xem chiến binh này mạnh mẽ như thế nào. Và các bạn biết rồi đó, anh ta đã nở thành công thêm một cái con Heroic Dream nữa ha. Là tính ra là mình sẽ có hai con Heroic Dream. Và bây giờ mình đang cố gắng cho nó lên, phải cho nó lên một cái tầng cao mới nha mọi người. Ôi, bình tĩnh mà rung cái nào. Chưa gì hết mà anh em mình bị bế một cái lượng máu khá lớn nha. Heroic Dream của mình muốn tắt đài luôn rồi. Kèo này khá là căng. Rồi, anh em mình giao lưu nhẹ thêm một phát nữa với kỹ năng là đánh lan, xóa sổ thành công. Wow, bé Heroic Kalmas level 60 của team bạn nha. Ôi, với cái pha xử lý 1-2 lần liên tục như vậy thì khá là khoai với mình rồi. Chỗ này chúng ta có thể thể hiện kỹ năng bằng tuyệt chiêu của bé Macaron Gon. Ở đây thì là đánh lan nữa nha mọi người. Ôi, victory, nhẹ nhàng luôn. Đây, như bạn gọi là coi thường cái dòng M ha, cái dòng gọi là Macaron thì các bạn ơi, sai rồi. Dòng Macaron phải nói là rất là mạnh nha, nó có tới hai chiêu đặc biệt. Lần một là kỹ năng hút máu thì phải nói rất là đẳng cấp rồi. Dòng ma cà rồng thì nó chỉ rén nhẹ với thành viên hệ Lasma là có khả năng đặc biệt khắc chế dòng ma cà rồng thôi. Nhưng mà khi mà không có những cái thành viên đó thì anh em mình rất là hổ báo luôn nha. Một mình gọi là cân sạch sẽ những cái thành viên level 70 của team bạn nha mọi người. Tới công chuyện liền luôn. Wow, pha này thì anh em mình sẽ đến với chiêu đặc biệt đi ha. Nếu như mà ổn là mình gõ luôn được hai thành viên bên trong. Đó, tuyệt vời ha. Wow, mạnh mẽ quá nhờ. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ giao lưu nhẹ. Đây, lượng máu đang được tăng lên tới là tầm khoảng 480 mấy ngàn. Một cái lượng máu cũng khá là ổn nha.
Rồi, chỗ này chúng ta sẽ đến với cái tem. À, tem bạn cũng có Heroic Dream luôn cờ. Em này thì chỉ là level 60 thôi. Ca này thì cũng hơi gắt một tí. Ở đây chúng ta đang có sát thương đàm nhân 2. Rồi, anh em mình sẽ giao lưu nhẹ bằng cái năng đánh lan. À, nhưng mà mình theo mình thấy là chúng ta nên chơi chiêu đặc biệt đi cho nó vui nè. Wow, 180.000 máu vừa bị thổi bay và anh em mình còn lãnh chịu thêm một đòn nữa các bạn ơi, coi như là ăn hết hai chiêu rồi. Cày quá nhờ. Rồi, chỗ này anh em mình ráng kéo máu con này chút xíu. À, bây giờ anh em mình có thể bế hẳn luôn thành viên này với thiệt chiêu đặc biệt nè. Ok. Rồi, với kỹ năng đánh lan thì chúng ta có thể gõ được cả ba thành viên cùng một lốt. Ôi, con Heroic Dream này nó vẫn còn ít máu. Ca này cũng hơi căng quá nhờ. Nó sẽ hồi sinh lại. Ui, nó hồi sinh cho ngay cái con Heroic xịn level 70 luôn các bạn ơi. Cửa ải này hơi khoai nha. Ôi chà. Ôi, kỹ năng hút máu của anh em mình. Yeah yeah yeah. Ép tem bạn nửa cây ha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với kỹ năng của ma cà rồng. Ôi, thiếu một chút xíu đam. Bé này mình cũng đang gắn cho nó được tầm khoảng là 6% tăng đam thêm rồi ha. Ba trận nhẹ nhàng luôn. Ở đây tem bạn có là bé voi. Coi Heroic voi này thì nó cũng khá là lợi hại khi có skin nha mọi người. Pha này thì chúng ta sẽ giao lưu nhẹ với tuyệt chiêu đặc biệt nè. Ui, ép tem bạn gần lên dĩa luôn. Ui, nó quýnh mình hai lần liên tục. Ai quát, kích hoạt knock out đối thủ hả? Không phải chứ. Có một cái đầu lầy lội không hề nhẹ nha mọi người. Rồi, hôm nay anh em mình chơi trò đánh lan thêm phát nữa đi cho nó vui. Wow, rồi thêm đánh lan cái nữa là mình nhắm tầm khoảng 2 em lên dĩa. Ôi cha bay màu. Đây, dòng ma cà rồng. Cân sạch sẽ tên bạn luôn ha. Victory. Tiếp theo thì để coi đối thủ của mình sẽ là... Wow, chuyên gia khắc chế dòng ma cà rồng nè mọi người. Mình thì hơi bị thích thử thách nha. Chúng ta phải có một cái gì đó gọi là căng căng tí cho nó vui. Rồi, khắc chế dòng ma cà rồng là hai thành viên của mình đó, sẽ bị ép nha. Còn ở đây thì mình sẽ cố gắng sử dụng Heroic Dream để chúng ta tung những cái chiêu đánh lan, những cái kỹ năng đặc biệt của mình để ép máu của tên bạn. What? Nó quýnh mình ba lần liên tục luôn cờ. Ngon quýnh cái nữa dẹp luôn. Trời ơi, nó quýnh gì mà nó không chừa anh em mình đường thở luôn á nha các bạn. Rồi, chỗ này chúng ta có thể tính toán tới cái việc là kỹ năng đánh lan nè. Wow, lên dĩa nhưng mà không sao. Với cái lượng máu khá là trâu của chúng ta thì... Rồi, victory nhẹ nhàng ha. Ôi, tên bạn chơi chiêu đặc biệt. Ây cha. Rồi, qua cửa các bạn ơi. Sương sương là được tầm khoảng 5 trận win liên tục. Ôi, tên bạn có nhân vật Heroic. Con này mình hay kêu nó là hoàng tử băng. Ui, nhưng mà cái tem này mới là chất lượng nè mọi người. Tem này mới gọi là xịn nè. Heroic VIP đàng hoàng nha. Mình nó là một con chứ tem bạn là ba con Heroic VIP các bạn ơi. Mình chỉ có một con Heroic Dream này là dạng xịn sò nè. Nhưng mà tem bạn thì anh em thấy đội hình khá là chất lượng nha. Ôi, vẫn chơi kỹ năng đánh lan giống mình luôn. Ao nhay với tem bạn liền. Wow, rồi chiêu mình đã hồi lại đây. Ôi, nó cũng nhây không hề kém nha. Ây cha, văn dách một thành viên luôn. Và anh em mình hồi được một cái lượng máu cũng kha khá. Ở đây thì bé Lasma của tên bạn đã bị hạ rồi. Ôi, mới hạ xong con Heroic Dream là bắt đầu con này nó nhảy ra nó. Ôi cha, hơi khoai. Rồi, kỹ năng đánh lan tiếp tục thi triển nha mọi người. Wow, còn có xíu máu thôi.
Rồi, Victory nha, anh em mình qua cửa gọi là nhẹ nhàng ha. Khu này thì không làm khó được anh em mình. Tiếp theo thì chúng ta sẽ ra nhận thưởng nhẹ sương sương. Nhiệm vụ ở đây thì thả 4 quả trứng với lại là đi thu hoạch thức ăn ha. Rồi, ở đây anh em mình cũng tranh thủ, mình đang có tầm khoảng 8 tỷ vàng thôi, cũng không có nhiều lắm nha. Như đây thì chắc mua thức ăn sương sương vài hôm chắc cũng hết à. Quan trọng là anh em mình phải đi thu hoạch thường xuyên vào. Chứ anh em mà không có đi thu hoạch thường xuyên thì các bạn sẽ không có đủ vàng. Với lại hai là các bạn có thể mua những cái bé rồng ha, để làm cái dàn farm á, để làm cái dàn farm thức ăn á các bạn. Wow. Rồi, tiếp theo anh em mình sẽ đến với khu vực quest. Chỗ này anh em mình có thể đi khiêu chiến nè. Cần con Heroic Dream. Ủa, cần con what? Chả lẽ là anh em mình không có con này à? Ôi, không có thiệt luôn. Cái gì vậy? Rồi, con này không có. Con này có không? Không phải. Con này. Không có luôn. Không phải chứ, cái nick này của mình những cái thành viên này không có luôn à, cây thế. Rồi, anh em mình giao lưu ở khu vực này để chúng ta kiếm thêm điểm để chơi Advent nha các bạn. Và nhân vật của mình thì mình sẽ ưu tiên cho cái thành viên này. Một phát, một là gõ ba con cùng lúc, mới level là 40 thôi nha mọi người. Nhưng mà cái đam thì rất là chất lượng luôn. Đó, không biết các bạn thấy sao chứ mình là thấy hơi bị kết rồi đó. Bạn nào mà muốn chơi cái kiểu giống mình cứ gắn gọi là full dam vô cho nó nha. Hiện tại là mình cũng đang chơi cái trò gọi là gắn full dam cho cái Heroic Dream của mình nha. Rồi bây giờ chúng ta có thể đến với khu vực đây, khu vực arena này để giao lưu và để mình coi coi cái con Heroic Dream của mình nó đâu rồi. Con Heroic Dream nó có cái chiêu gì mình quên mất tiêu rồi ấy nhờ. Đây nó nè. Đây, chiêu tam giác. Rồi, let's go. Mời các bạn hướng mắt về sân khấu và hôm nay anh em mình giao lưu nhẹ nha. Ôi, nhìn tên bạn cũng khá là căng ha. Giảm 50%, sau đó thì cho Heroic Dream ra nó cắn là chắc ok nè. Đánh con thôi. Ôi, mấy con này máu nó hơi bị trâu. Chiến thần của mình. Wow, nhẹ nhàng nha, gõ một phát hai thành viên. Bé yêu này của chúng ta, mình có cái bét nào mình gắn cho nó không ấy nhờ. Con này để skin vô nhìn cho đẹp trai tí đâu. Bét hiện tại anh em mình có một cái bét hồi sinh. Rồi, ép cho bé yêu cái bét hồi sinh để bé yêu chiến đấu là ok nhất nè. Rồi, khi mà nó chết thì nó sẽ hồi sinh trở lại thêm một lần nữa nha mọi người. Còn bé tăng đam thì mình nghĩ là mình sẽ gắn cho cái con này. Hiện tại là chúng ta lên tới là 57, còn một phát nữa là 60 là sẽ full nha các bạn. Gắn full đam cho bé này luôn cho nó gọi là hổ báo ha. Wow, nghe nhẹ thử tên bạn cái coi. Rồi, tầm này đánh lan là ôi, đang full đam các bạn ơi. Ôi, sát thương phải nó rất là lớn luôn nha. Rồi, đây anh em mình dồn đam nè. 67, one hit luôn. Mặc dù cùi cùi chứ mà dồn đam cho một con thì không phải là một vấn đề gì quá khó khăn với anh em mình ha. Cơ ải tiếp theo, ôi chàng trăm mấy. Cái này chắc mình nghĩ mình gõ cái một là đi du lịch. Tại vì con này mình tăng tới 57% đam rồi các bạn. Đó, đây thì đánh lan là qua cầu nhẹ rồi. Ôi chà, ấy chà, bị bế hai phát. Hồi sinh trở lại thì bây giờ mình có cơ hội mình bế tên bạn. Nhưng mà cái lượng máu này nó cũng khá là nhiều nè. Để mà mình cũng không chắc là chúng ta đủ đam nữa. Rồi, thôi chúng ta đành phải đến với anh Đại nè. Victory ha, chỗ này chúng ta giao lưu nhẹ thêm. Ở đây còn gọi được tầm khoảng trận nữa đấy. Wow. Vàng này thì chất lượng đây. 3 sao với 1 sao.
Ôi cái gì căng thế nhờ. Rồi hồi sinh thì anh em mình sẽ mang Harry Stream ra thể hiện nha cả nhà. Đây. Mà tốt nhất là không chơi chiêu đặc biệt, vì cái chiêu này nó lấy máu để nó tăng đam á các bạn, cho nên nó sẽ hơi khoai đấy. Ôi chịu được một đòn. Ôi căng. Đúng là ra chiến trường nó không dễ dàng nha anh em mình nghĩ ha. Tính toán đủ các kiểu rồi, gắn khả năng hồi sinh luôn, nhưng mà khi mà team bạn nó ở một cái tầm quá mạnh là anh em mình vẫn không cầm cự nổi. 71.000 thì chúng ta tính toán tới cái việc này đi ha, giao lưu nhẹ. Ôi gì căng vậy. Mình tính giao lưu nhẹ thôi mà. Giảm đam là ok nè. Rồi Cute, thành viên đặc biệt của anh em mình ra thể hiện. Con này thì nó chơi, ôi nó quýnh một phát thì không sao, nhưng mà nó quýnh hai lần là lên dĩa nè. Rồi đam khủng lồ đây, 400.000. Wow, sau khi mà gắn với bé tăng thêm 3% nữa, lượng đam anh em mình một hit 400.000, hơn 400.000 các bạn ơi. Quá ghê gớm luôn nha. Rồi, chỗ này chúng ta xong ha. Ở đây thì còn không có một cái event nữa. Ok, event này thì anh em mình còn phải biết đường để di chuyển cho nó dễ nè. Rồi, và Hentai sẽ để cái map cho anh em xem ở cái trang của mình là trang hentaichannel.com ha. Rồi. Và các bạn ơi đừng quên để lại cho một like ủng hộ HNT nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo luôn nha.